Bạn nào có nhu cầu hãy đến với showngakira.vn, show bán nick Free Fire uy tín bảo mật cao, nạp thẻ không chiết khấu 50.000 được nửa lít, quay tay vận may kim cương lật hình các kiểu con đa điểu, chỉ có tại showngakira.vn hoặc là không. Alo alo, chim sẻ gọi đại vàng gọi chim mừng. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, định mệnh nó mình bật cái máy quay lên mà nếu hiểu sao nó bị đen màn hình mất khoảng 20 giây đầu game luôn. Mình mai đâu thấy nó sáng màn hình lên. Ôi vâng, bây giờ nó sáng màn hình rồi. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Ngakira Mobile. Và chào mọi người đã đến với video nữa. Và mình đã có dự định, một cái dự định nha các bạn, một cái dự định nhỏ nhỏ thôi. Đó là mình sẽ chuyển sang livestream hoàn toàn bên kênh Ngakira Mobile này thay vì kênh Hùng Cai Dù. Thế thực ra cái nội dung kênh Dù Hùng Cai Dù là nội dung mình làm với em gái mình ấy. Ngày xưa mình làm cái kênh Ngakira Mobile thì mình live hợp lý hơn. Xong cách mình bị mất cái kênh 1 triệu sub ấy. Thì bây giờ mình muốn là làm lại kênh Ngakira Mobile này thì mình lại live đều lại kênh này các kiểu như Hùng Ngakira Mobile ngày xưa thôi. Thì nghĩ là hợp lý hơn. Các anh em thấy sao ạ? Cho mình xin ý kiến từ phần bình luận này các bạn. Ok, trước khi vào video nếu các bạn thấy thích có đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký, một cái làm một cái chuông. Ôi giời ơi, định mạnh giật hết cả mình. Có vãi lìn tên của bố kìa. Bú lò hơi phê. Ôi giời ơi, mày mày. Tôi mới chỉ nghe đến dịch vụ bú lò giòn đan thôi, chắc tôi nghe đến bú lò hơi phê đấy. Úi giời ơi. Nó lại là cân hết luôn. Cái hết chuột. Vãi cả nhìn bay kênh. Má đang nói về cái vấn đề, đang nói về cái vấn đề vất kênh tức ạ. Có cái bạn nữ số bạn ấy cười kìa. Su trầm cảm. Làm clip mất lần ăn. À, đang nói về cái vấn đề là mình sẽ like kênh Ngakira Mobile này các bạn. Thì nếu như mà like kênh Ngakira Mobile này thì hàng ngày mình like đều vào lúc ấy nha các bạn. Mình like đều vào lúc 5 giờ chiều nhá. À, lúc 17 giờ hàng ngày nha các bạn nha. Và chỉ có chủ nhật thì mình mới like vào buổi chiều thôi. À đúng rồi, ngoài ra thì anh em là có xem chừa cho mình xin một like nhá. Lần đầu gặp idol dưới trẻ. Trời ơi, anh biết nguy hiểm này. Lần đầu gặp idol dưới trẻ. Không, mình không phải idol dưới trẻ gì hết. Mình chỉ là một thằng youtuber quen và mất kênh thôi. Hết shot. Ủa, tính ra mình bật headshot ghê thế. Đâu, mình có ăn hết chơi đâu, mình ăn có một kill à. Bên kia bạn ăn hết 2 kill rồi. Kìa bạn Mizu, Midu kìa, bạn ăn hết 2 kill luôn kìa. Anh Hùng cắn hả? Anh Hùng cắn. Không, Hùng không cân này hết. Đùa chứ, thấy có vẻ bạn thần thánh hóa mình hơi căng. Mình cũng chỉ là một con người bình thường, anh nguyện là một người bình thường để yêu Su. Su ơi, anh tới đây. Úi dồi, con vợ mới nổi của ta, con vợ mới có của tôi. Ám cắn mình, úi dồi. Mày hả bưởi, bắn vợ tao à. Các bạn nhìn tên bạn ấy chưa? VKC Su trầm cảm, là các bạn nhìn thấy rồi. Các bạn tưởng là World Cup Vu trầm cảm hay là gì đấy, nhưng mà không. Nhà vệ sinh Su trầm cảm các bạn. Cái bạn bú lờ dồn đang, à lộn nhầm. Bú lên lửa hơi phê này bạn ấy. Đang xin một con đoàn mình các bạn. Mà đúng rồi, con đoàn mình mới tạo ra HAS team 2 ấy. Cho nên là con đoàn mình đang gọi là còn slot ấy. Mà nhưng mà đấy là con đoàn 2 đâu phải con đoàn 1 nha. Nên là chắc bạn này có xem live nên là biết là kiểu như mình đã tạo con đoàn mới. Nên bạn đến đòi vào xin vào con đoàn với. Bạn ấy kêu bạn ấy đang không có quân đoàn. Ôi trời ơi. Nếu như tên của em mà là Busku Zondan thì có lẽ là anh đã cho em vào rồi. Tự dưng tên của em lại là Bula hơi phê mới đâu. Úi dồi, headshot. Mày này. Ui ôi, định mệnh. Đông thế. Hai hùng thế. Mizu ơi, cứu. Có một thằng là người keng này. Ôi dồi, làm Đức ơi. Đúng rồi, đấy ra bạn ơi. Nó đứng ở cái cục con keo kia. Né ra đấy làm gì. Sau lưng nó bắn kia. Thằng đấy chạy mất rồi à. Ui, làm tôi mất công, tôi ngồi tôi chọi quả đết đâu. À, nó chạy vào trong nhà, nó cứng kia rồi, chết cha rồi. Vậy là có một thằng nào này. Đâu thằng nào này đâu. À đây rồi, bây giờ bạn đứng đái cột điện làm gì đấy. Đùa, đứng cột điện vạch quần nó đái thế, nếu hay đùa như thế. Đồ cho em vô đoàn 2. Không. À, biết cả mình tạo con đoàn 2 luôn. Nhưng mà khổ đối con đoàn 2 mình đang tuyển con gái trước đã. Con đoàn 2 mình đang tuyển các bạn nữ trước thì bạn nam mình vừa tuyển 20 bạn nam trong cùng một lần rồi các bạn. Con đoàn mình hiện tại có 25/35 người rồi. Tại con đoàn mới level 1 chỉ để có 35 người thôi thì mình mới tuyển phát veo phát 20 bạn nam rồi. Mới được khoảng 5 bạn nữ thôi. Nên mình đang muốn tuyển thêm 5 bạn nữ nữa để lên 10 bạn nữ. Đấy. Là nó hợp lý luôn. Bạn nữ đã có nhu cầu vào liên hệ ngay 1900 1 tông 1 dép. Ôi ôi, ca hết được mạng ngon. Gió lung lay, bàn tay nâng canh hòa tình. Dẫu trăm năm, người thương vẫn cách xa mình. Tao chọn cho mày quả đết tay. Mày này headshot. Không, thực ra nết thì nó không headshot được. Nhưng mà cái tội ngồi lấp với tôi này. Lấp đó sau dạng cây này. À, lại thêm một bạn nữa. Úi giời, ôi chết mẹ rồi, thí sinh tiếp theo. Ôi ôi ôi, định mệnh nó bắn thua nó rồi. Ui 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 ui
Ông này chắc ông bú nhiều quá, ông phê, ông có tỉnh táo đâu. Ông nhảy ra ông cho nó bắn, ông bắn ra chết mẹ luôn. Tiếp theo kiểu gì? Úi trời ơi. Oh shit, oh fuck, oh good. Một cú đẩy. Đẩy, đây đâu ra cái đẩy tê. Úi dồi, dịch bệnh. Má, mà cái thằng này nó cứ chơi nó hờ tí người xuống này khó chịu nhờ. Cay thế nhờ. GK cú tí. GK ông Akira. Úi thôi, đừng đẩy, bạn đừng đẩy. Đây thế chứ, từ từ. Bình tĩnh coi. Hả? Ơ, nó đứng kia kìa. Bắn nó đi đúng rồi. Ôi, vãi đồi bật thế mà ông chết kìa. Ôi trời ơi, ông đẩy thế kiểu gì mà ông phải để nó bắn chết thế này. Một máu cái gì ông bắn cả cái trưởng ra. Ôi tao con nết ông chết à. GK ông Akira. Đợi tí đã, bình tĩnh đã, hồi máu đã. Đâu rồi còn có đó thịt chó kiểu chẳng có thịt băm. Mày ái già, gần chết rồi. Nếu ổn rồi các bạn ạ, GK ông Akira bắn mù mắt quá. Ai đau. Nếu ai đùa như thế, móc đê. Tao tới mày đây. Mày hả bưởi, nhảy lên. Mày này. Mắt áp với GK ông Akira. Và vẫn léng pha léng phèng lại bắn nước người đến bây giờ. Rồi còn thằng chân này nữa. Sụp nốt rồi bế nốt bạn về với tổ tiên sớm hơn dự định. Ui giời, em xin. Toàn hết sót luôn. Tỷ lệ sót kiểu này phải 80% phải không ạ? Ủa ai vàng lại quay trở lại. Chào mừng em đã quay trở lại với Đào Quân Sự. Một tổ sư vừa mới vào game thôi. Mấy bố ngồi tặng hoa tặng quà các kiểu căng thẳng quá. Mình ngồi mình cứ run mình không dám làm gì cả các bạn ạ. Cũng nó nói gì sợ tụi nó đấm. Thằng kia nó chạy kìa. Cả kiện gì đấy. Ô thằng này hay. Ô thằng này hay nhờ. Ơi Cái đỉnh bệnh. Mày cả kia này. Nhân chi sơ tính cả kia này. Bạn sống như là mà tưởng bạn hay. Á à, thằng chim Masiu. Thằng Masiu này biến với nhạc em ơi. Bữa đầu. Mày này. Ai cái đỉnh bệnh. Nó gần chết rồi. Ôi rồi ôi. Lộc phù hồ ơi. Ôi con này phù hồ này bạn ơi. Sách số Masi. Hay quá, đúng rồi, nó gần chết rồi. Ôi. Như vậy là em thăng thiên mẹ rồi. Ôi. Vâng. Và đây là một màn đối đầu xưa vì chưa có tạ đồ tên đi mặt trôn. Tạ đồ hiện tại đang úi xôi ôi anh vậy những màn mờ 500 có đi vào lòng đất. Bảy nhau nhưng trông nó lại cực kỳ căng thẳng luôn. Một màn bắn nhau và kéo dài nửa tiếng đồng hồ giữa hai dân chơi. Và trong khi đó thì Haru vẫn đang ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn núi, nhìn gió, nhìn cây. Ôi trời ơi, mình lại trúng ý tưởng rồi. Ôi trời ơi, nghe đây, mày này, mày biết tao là ai không? GK Gakira. Còn bạn chỉ là Chima Siêu thôi. Bạn tuyệt đếu luôn. Mình thấy có một thằng bên này rồi. Nhờ mình nhớ hôm nay mình làm video này nó cũng gọi là tiện tết khẩu MP5 boxing luôn các bạn. Con hàng này nó mới ra trong vòng vũ khí này. Các bạn nghĩ nó yếu hơn khẩu đôi mắt tử thần. Nhưng mà nhìn chung thì theo như cảm nhận của mình thì khẩu này ngon. Cũng bắn được ngang với khẩu đôi mắt tử thần các kiểu đấy các bạn. Sau khi hai bên ngồi kem với nhau chắc cỡ cũng nửa tiếng đồng hồ thì mình nghĩ là chắc đây là thời điểm để chúng ta quần quật nhau thôi các bạn. Các bạn có thể ngừng thủ nhà. Ơi địch bệnh. Sao nó chui từ cái lỗ nào ra vậy? Cái quần què gì thế? Cái thế nhở? Bắn nó. Tuyệt vời, Haru 10 điểm. Ôi giời ơi, các bạn thấy gì không? Nó biết mình đang quay video hay gì ấy. Nó đang nhảy với ông ạ. Nó khoe nó bảo ôi giời ơi bà mẹ ơi con lên TV rồi ơi. Con sướng quá, con phải làm vài động tác nhảy gia truyền của họ hàng nhà mình cho người ta biết đến thôi. Con phải nhảy thôi, úi giời ơi. Các bạn thấy đấy, nó ngồi nó nhảy này. Tổ sư nhà nó nữa. Bắn nhau nó đếch bắn nó ra ngồi tập trung nó nhảy. Bây giờ liệu còn thắng được không hay là nó sẽ là thua đây. Ôi cả khịa cực căng thẳng luôn. Màn đẩy tới ra hai tên tân chơi với nhau. Bắn nhau cực kỳ căng, một bên cầm thanh lịch, một bên cầm đốt tử thần. Trông nó cũng kẻ tám lạng thằng nửa cân đấy. Nhưng mà được rồi, ok, may có Haru thắng rồi. Trận này bực cái nhát chết nhiều nhá. Một mình cầm con hàng nó gọi là màu vàng chóe đó các bạn. Vàng này không phải vàng cứt đâu các bạn. Vàng này nó là vàng dòng đấy. Nó hơi bị chất lượng đấy. Nhìn chung là khẩu này tăng cái băng đạn này cũng hơi lủng. Tại vì thực ra một khẩu MP bụi MP5 thì 40 viên cũng là căng đét rồi. 45 viên là căng đét rồi. Đâu nhất thiết phải lên tận 52 viên đâu. Nhưng mà nói chung thì nó tăng 2 sát thương mình thấy nó cũng được. Nó mạnh hơn khẩu giác đấu các bạn ạ. Còn về cái vấn đề nó bắn chậm hơn á thì mình thấy nó cũng chả chậm hơn đi bao nhiêu ấy. Nên là mình thấy con hàng này cũng ngon, ai cũng đau đấy. Một màn móc lốp, một màn móc lốp. Giờ anh không móc đi, giờ anh không móc cứt. Khẩu này thì nó cũng tăng tốc độ bắn nên là bắn chậm hơn khẩu đưa bắt thời thần các kiểu. Nhưng mà nó mạnh hơn các bạn, đam nó mạnh hơn nhiều. Đam nó không lên 25, 100 mấy lên đầu cơ, cực kỳ mạnh luôn. Nó không còn có 7 mấy, 8 mấy các kiểu khi bắn tầm xa nữa. Cho nên là khẩu này là mình nghĩ là nó mạnh. Tại có thể nào ngừng nhảy trước mặt tao mà thằng của Lina Haru kia.
còn về cái vấn đề khẩu này nó đắt thì tất nhiên nó đắt rồi, tại vì khẩu này nó trong một quay súng thì, nhưng mà ít ra là tỷ lệ ra nó sẽ còn là 100% nếu như các bạn cứ quay kiểu gì cũng ra, tức là mất tiền nhưng còn biết nó ra, còn nếu như đến lúc mà nó vào lại hộp súng là mình nghĩ là nó khó ra lắm. Úi rồi ôi, bắn nó nuốt đùn nuột lắm ấy ông ạ. Úi rồi ôi, mày nó phải gọi là mẹ mày C4 ha 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 luôn, chứ không phải là bình thường nữa rồi. Mà cần nếu như chúng ta có C4 tắt là C4 đi thì bây giờ chúng ta có C4 ha ha ha. Ok thôi rồi, chắc có lẽ video mình sẽ dừng lại đây thôi. Nếu như là thích các video của mình, đừng quên để lại cho xin một like, một đăng ký và cùng đồng thời là bấm một cái chuông để không bỏ lỡ khi thông báo về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nha. Các bạn xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo và xin chúc ngày tốt lành xíu game. Bye bye. 14 sao rồi.